từ Đại Việt truyền đến. Vì không sinh hạ được hoàng tử, người mà phải chịu đến bao âm mưu ép buộc từ gia tộc nhà Trần. Người đã phải từ bỏ hôn nhân, rồi trần cảnh kết hôn với thần thiên chị ruột của người. Xin người hãy đợi ta.